Xin chào tất cả các anh em nha. Video nằm giới thiệu các anh em tham gia một chương trình góp Qualline. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mở clip form ra các bạn. Thì chương trình góp này nó có là điều kiện là trên tài Twitter của tất cả các bạn phải có 100 lượt follow nha các bạn. Rồi để chương trình góp này thì nó có 20.000 tóc cằn có hiệu là AWLR nè bạn. Thì đây là một chiến dịch bồi thường trên nền tảng tiền điện tử của nó nha các bạn. Con này chạy nền tảng ERC20. Thì để tham gia dự án hôm nay thì các bạn join vào kênh group kênh Seller nha các bạn. Tờ Twitter thì các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn follow tiếp Medium nha các bạn. Đây website của nó các bạn vào tìm hiểu. Rồi các bạn dòng đầu tiên thì bạn đi địa chỉ email của các bạn vào nè. Thì việc follow với việc join đó thì mình không có hướng dẫn các bạn nha các bạn, quá là đơn giản. Rồi bạn địa chỉ email mình vào, rồi tiếp tục join. Sau khi các bạn vào đây thì các bạn join kênh Seller các bạn đó. Chào, mình coi join chưa các bạn. Sau khi tất cả các bạn join vào xong thì các bạn điền lại, các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn đang join vào kênh group đó nha bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục. Tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn follow và đi tiếp với hashtag này nè bạn. Cần copy hashtag này bạn. Sao chép. Rồi bạn nhấp vào tại Twitter mặt nãy giờ mình follow rồi mình chưa tự quyết nữa bạn. Anh em có tự quyết nhưng mà mình chưa có quên cái hashtag các bạn. Này lỡ tay tự quyết nó luôn về hoàn tất hết lại. Rồi chính dạng như tự quyết nữa các bạn. Rồi quá trời đây nha bạn. Bỏ từ hashtag này bạn. Rồi bạn test lại thôi. Tóc cằn này sẽ lên lên sàn Uniswap bạn. Nó có liên quan đến sàn Uniswap gì. Bạn mới đáp lại nha bạn. Confirm đâu rồi. Tiếp tục thì các bạn điền lại một cái username tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Bạn follow thì các bạn điền lại username của tất cả Twitter của bạn nè. Account MMO của bạn nè các bạn. Tiếp tục thì bạn gỡ lại một cái link Twitter hashtag này các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Hình như là cái kèo này các bạn nhận mỗi người được 50 top cần đó các bạn. Không phải kèo random nha các bạn. Đâu ta phải cái này ta. Rồi đúng rồi. Rồi bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn. Bạn sao chép lên liên kết nè các bạn. Rồi các bạn có đáp lại các bạn mở link form ra nè các bạn. Bạn bắt vào nè các bạn. Rồi bạn bấm tiếp. Tiếp tục thì các bạn follow Medium và Club. Vỗ tay nâng cái nha các bạn. Rồi tiếp tục thì điền lại username Medium của tất cả các bạn nha các bạn. Lưu ý Medium thì các bạn cứ nhấp vào, các bạn nhấp vào hoài. Nếu mà nó nói trong web này tải không được thì các bạn nhấp vào hoài nha các bạn. Nhấp nào được thôi, còn không được nữa thì bạn phải pin qua kỳ nha các bạn. Medium thì các bạn việc nhấp vào trang cá nhân của hình đầu người của bạn sẽ thấy được username tất cả các bạn nha bạn. Nhớ qua cộng đầu tiên bấm tiếp nè. Tiếp tục gửi địa chỉ EC10. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ EC10 trên chiếc chocolate và MetaMask nha các bạn. Kèo này mình thấy có khả năng ăn là 90% nữa thôi. Rồi tiếp tục thì các bạn xuống đây các bạn tìm địa chỉ ETH các bạn. Các bạn sao chép các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn bắt vào đây các bạn. Rồi bạn cứ tiếp các bạn. Rồi tiếp tục bấm gửi nha bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn claim 50 tóc cần AWLR. Like đến đây cũng kết thúc rồi. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.